Hello, xin chào cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh của Michael. Hôm nay này em dẫn mình đi review một căn nhà ở thành phố Sugar Land, có zip code là 77498. Thì cái căn nhà này rất phù hợp cho những cô chú anh chị nào mà mình thích ở gần cái chợ Hồng Kông 4 và cái khu người Việt Bel-Le của mình. Từ đây á, mà mình chạy ra cái chợ Hồng Kông 4 á, chỉ có khoảng là 15 cho đến 16 phút lái xe thôi nha. Và cho những ai á, mà mình thích là ở trong một cái khu thuế thấp, thì khu căn nhà này đang ở đây á, thuế chỉ có 2% thôi. Mà đấy là mình chưa xin giảm nha. Nếu mình xin giảm có thể còn xuống có 1.6%. Đó, mà căn nhà hôm nay giá của nó chỉ có 265.000. Nên nếu mình nhân cho 1.6% thì một năm mình đóng khoảng cỡ 4.000 mấy đô thôi. Đó, chưa nói nữa là cái điểm mạnh của nó là gì. Cái sàn nhà của căn nhà này đã thay toàn bộ mới luôn rồi. Và nó mới thay trong tháng 5 2024 này thôi. Tức là bây giờ vẫn là tháng 5 đúng không? Là họ mới thay xong là họ đăng lên họ bán luôn. Thì bây giờ vào video Michael ha, review thử xem cái căn nhà đằng sau của Michael cũng đứng này, thấy không? Rất là đẹp luôn. Nó bên trong á, xem nó có đẹp không ha. Cái căn nhà này á, nó tọa lạc ở tại cái thành phố Sugar Land thì cô chú anh chị biết rồi, khá là yên tĩnh. Sugar Land là một trong những thành phố mà Michael nói rất là nhiều các video rồi, rất là an toàn và cái người dân ở đây họ ở rất là yên tĩnh luôn, an ninh. Thí dụ mình nhìn những cái người hàng xóm của mình này, như ông này đi, ông chăm những cái cỏ rất là sạch sẽ luôn. Và không được cái khu này á, là nó không có yêu cầu mình phải trồng một cái cây đằng trước nhà nha. Có một số khu á, là nó yêu cầu mình phải trồng, khu này thì không cần. Nên là nhìn cái nhà nó sẽ được cái thoáng hơn. Tất nhiên là nó không có được cái bóng mát, nhưng mà nó được cái thoáng. Đó, bạn cậu đang đứng ở đây là hôm nay thứ Bảy nha. Cái thời tiết thì khá là mát chứ không có nắng. Những cái người hàng xóm của mình này. Nhà này nó có cái cắm cờ này. Thường là cắm cờ này, hay Mỹ trắng người ta ở đây lắm. Nói em quay xung quanh, ví dụ như đây, cái nhà này đi. Cái nhà bên cạnh của mình này, nó có cái cây bự này, thấy không? Thì khi mà nó có cái cây nó che mất cái nhà của mình đi, thì thứ nhất nó được cái bóng mát, nhưng mà đổ ngược lại nó là nó che quá nhiều đi. Những cái cây bự này thì mình nên chặt vào cho nó, những cái nhánh của nó cho nó nhỏ đi, để cho nhìn cái nhà mình nó thoáng hơn và nó không ảnh hưởng đến cái mái nhà của mình. Thì đây, căn nhà ngày hôm nay Michael muốn giới thiệu đến cô chú anh chị này, thấy không? Một cái mặt nhà đằng trước này. Những ai mà mình thích cái bề ngang nó rộng á, thì đây, căn nhà này là cái căn rất phù hợp cho mình. Và ở đằng trước này nó không có bị cái cây này luôn, thấy không? Nên là cái nhà của mình là nhìn là nó sáng sủa hẳn luôn. Căn nhà này á, hiện tại đang bán giá là 265.000 đô. Có 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm nha. Nhà này tới 4 phòng ngủ lên nha. Nó rộng khoảng 1.326 square feet. Và thuế ở đây đóng là 2% như em nói ban đầu video. Nếu mình xin giảm xuống là còn 1.6. Và cái tiền hoa là 350 đồng một năm. Thì đây là những cái thông tin chính về căn nhà này. Thì nếu mà tính ra mà cô chú anh chị xin giảm xuống như em nói á, thì đóng cái nhà này khoảng cỡ 4.000 một năm thôi. Và nếu mình trên 65 tuổi thì cái mình đóng nó còn rẻ hơn rất là nhiều. Và được một cái là gì? Cái roof này, cô chú anh chị thấy không? Cái roof này ông mới thay năm 2015. Tức là tính ra bây giờ là được khoảng 9 năm. Nhưng mà thường á, cô chú anh chị để ý với Michael này, thấy không? Nó còn rất là mới. Một cái roof mà xài ngon lành á, thì phải được từ 15 cho đến 20 năm lận. Nếu mà ai biết giữ có thể lên tới 25 năm luôn. Nhưng mà em nghĩ là cứ 20 năm là cái con số trung bình rồi. Còn đây là thấy cái roof còn rất là sạch. Những cái roof nào mà cô chú anh chị thấy nó có cái màu tối á, để ví dụ những cái nhà này đi, em quay này, thấy không? Thấy cái chỗ này của nó tối không? Cái điểm này là cái điểm cái nhà roof nó cũ rồi. Còn đây này, cái roof này là mới này, thấy không? Nó không có bị gì hết á. Chỗ này nó bị tối này, thấy không? Còn cái khu vực này nó sáng này. Đó, thì cái roof nhà của mình á, này, thấy không? Nó không có bị tối tăm hay bị gì hết trơn á. Nhìn nó rất là sạch sẽ luôn. Nên là mình không lo về cái phần cái roof ha. Tại vì cái roof mình thay nó cũng nhiều tiền lắm. Mà đây là người ta cũng đã có sẵn cho mình rồi. Cái số nhà là cũng khá đẹp luôn. 10023. Cái này mà để số 0 đầu là 0123 luôn. Là 10023 nha. Có máng xối sẵn ở đằng trước luôn này. Bên này cũng có máng xối luôn này. Cái nhà này bây giờ để ý nó mới thấy là nó có cắm cờ Mỹ luôn này. Chú anh chị thấy không? Đó, thì coi như là những cái người hàng xóm của mình đây là mình thấy an tâm rồi đó. Bây giờ mình đi vô bên trong đi ha. Nhà mà nó không có cái cây bị che đằng trước á, thì nhìn nó sẽ sạch sẽ hơn. Mà nếu cái cây mà nó chịu cắt đi á, thì nó vừa có bóng mát mà nó vừa sạch nữa. Đây, mình đi vô bên trong này. Cái khu vực này của nó là nó đã sơn lại hết này. Ví dụ như mình thấy những cái này á, thường những cái nhà cũ á, thì những cái này á, nó dơ lắm. Mà đây nó sơn lại cho mình rồi. Nhà này xây năm 1982 nha. Thì tính ra là 18 năm cộng với 24 là 42 năm cô chú anh chị nha. 42 năm căn nhà này thì thường Sugar Land đâu có nhà mới đâu, nó chỉ có cái khu bữa Michael quay thôi chứ hầu như là nhà cũ hết nha. Ở bên này là gạch hết nè, gạch thời xưa rất là chắc chắn luôn. Cái cửa này nó cũng đã có sơn lại rồi, sơn lại cho mình rồi. Bước vô bên trong này, cái nhà này có cả Michael rất là thích đó, là khi mà mình bước vô cái nhà là được nghe một cái trần nhà rất là cao, thấy chưa? Cái trần này á, nếu mà nó cao lên như thế này nó phải tầm khoảng 11-12 feet nha cô chú anh chị. Tức là khi mà mình bước vô cái nhà á, mình thấy nó open chứ mình không có bị nó đường hẹp ha. Thì Michael nói một xíu về cái cách người ta trang trí cái nhà này. Đây trước mặt là khu vực phòng khách này, nó có một cái fireplace này, là những cái này là đá không đó nha, là stone đó, mà nó có sơn lại cho mình rồi, nhìn rất là sạch. Bên kia sẽ là cái phòng master bedroom, bên này là cái bếp, đằng sau cái fireplace này là cái chỗ dining room, nó gọi là, nó không phải là formal nha, dining thường thôi. Bên này là một cái phòng ngủ này, và bên này sẽ là hai cái phòng ngủ nữa, thì tổng cộng nhà này là 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm mà. Thì cái bất tiện duy nhất của cái ông này này, thì theo Michael nghĩ là cái phòng này nếu mình không muốn biến nó thành phòng ngủ á, mình có thể để làm cái study cũng được, tại vì ông này ông phải chạy hết một cái phòng qua bên này để ông đi cái nhà tắm ở đây. Thì có cái bất tiện nhỏ nhỏ đó thôi, thì cũng không có xa đâu. Đây này, Michael đi, ví dụ đi từ đây này ha, mình đi ra cái là mình tới nơi là cái nhà tắm ở đây luôn. Thì hai cái phòng này nó sẽ thuận tiện hơn, nó đi ra gần hơn. Đó là một cái điểm nhỏ thôi nha. Thì trước tiên chắc là Michael sẽ review luôn cái phòng khách này đi, mình mở ra là mình thấy nó đầu tiên rồi. Thì cái phòng này rộng rãi cực kỳ là đẹp. Thấy không? Nếu mà nó không có cái fireplace này á thì nhìn nó còn thoáng hơn nữa nha. Cá nhân Michael thì thấy nó vẫn đẹp, không ảnh hưởng gì hết, nhưng mà ý là nếu mà nó bỏ ra cái này thì nhìn nó còn đẹp hơn. Nhà này nha, Michael mà không bật đèn nó vẫn sáng. Thì thí dụ như đây là có một cái đèn ở trên này đi ha, đèn này chắc chắn là họ gắn thêm rồi, hồi xưa không có những cái này đâu. Mày thấy không? Cô chú anh chị thấy không? Những cái đèn này hồi xưa là không có đâu, chỉ có một cái máy quạt từ đó xuống thôi. Đó, nhưng mà cửa sổ nhà này giống như em nói rất là nhiều, rất là sáng nha. Giờ em tắt cái đèn này này, tắt thử đi ha, đó, tắt đi nha. Mình sẽ thấy này, rất là sáng luôn. Thấy không? Ở đây là cái fireplace thì nó sơn lại hết rồi. Thì nhiều khi ví dụ như mình muốn coi tivi gì, mình gắn lên trên này cũng được thôi. Em nghĩ là gắn lên trên này là cũng là ok rồi, không ảnh hưởng gì hết. Kêu ông handyman tới ông gắn lên thôi. Nhà này thì phong thủy rất là tốt, có nghĩa là không có bị lo là cửa trước cửa sau đối nhau. Thì đây là cái cửa trước này, thì cửa sau đây nó nằm bên tay trái này, mình không có bị cửa trước cửa sau thông nhau ha. Ở bên này là cái khu vực dining room này, và đây là cái bếp. Thấy không? Cái nhà thời xưa 1982 mà cái cách họ xây như thế này thì Michael thấy rất là hay luôn á. Không đến nói, tại vì có một số căn nhà Michael thấy nó không có được đẹp, mà căn này thực sự thấy vô là mình muốn quay liền cho cô chú anh chị coi vậy đó. Thấy khu phòng khách này quá đẹp luôn, không gian rất là rộng. Thì đầu tiên chắc là mình đi vô cái phòng nhỏ này trước đi ha. Cái phòng này là cái study như này em nói, bên này là hai cái phòng, là tổng cộng 3 cái, sử dụng một cái nhà chung, một cái nhà vệ sinh. Thì cái này mình vô trước đây ha. Phòng này là có 2 cái cửa sổ bự luôn. Không, em đâu cần bật đèn đâu, nó sáng trưng rồi. Thì em đứng đây để em phân tích cho mình một chút. Cái phòng này nếu mà mình để cái giường chắc chỉ có để được cái chỗ này thôi. Mà dòng giường này, cái phòng này đừng có để được giường queen nha, giường full thôi, tại giường queen nó sẽ bị bự, tại cái phòng nó nhỏ lắm, không đến nỗi mà để được cái giường queen đâu. Hoặc là mình để cái phòng này để làm việc nó cũng được. Hôm nay phòng này được cái là nhìn ra đằng trước này, những cái rèm này của nó đã thay mới rồi nha cô chú anh chị, mua về mà nó không phải làm thêm đâu, đỡ được cũng được ngàn mấy đô đó. Tường mọi thứ là nó sơn hết mới cho mình luôn rồi. Hai cái mắc nhất đó là cái sàn nhà và cái tường, cái roof, và cái cuối cùng là cái AC. 4 cái này là cái rất là mắc tiền mà nó làm hết cho mình rồi. Sàn là thay mới này, nãy em nói đó, sàn này mới thay luôn. Cái loại này là loại LVP, nó gọi là Luxury Vinyl plank. Loại này là cái loại mà nó chống được nước luôn, waterproof. trong nước luôn nha. Mình thấy được rất là sạch. Đây là cái tủ quần áo này. Thì phòng này á, là cái tủ nó nhỏ xíu vậy thôi, chứ nó không có để được nhiều đồ đâu nha. Quay nhiều góc để cho mình có thể hình dung được cái cách mình thiết kế cái phòng của mình. Nhà này mà mua để đầu tư thì em thấy cũng được, tại vì thuế nó rẻ, mình cho mướn cũng dễ, tại nhà nhỏ cho mướn giá rẻ thì nó cũng dễ. Bên này thì mình sẽ có một cái phòng trước này, một cái phòng này, và đây là cái nhà tắm. Trước tiên mình vô đây trước ha. Đây này, tất cả những cái đèn này nó thay mới cho mình này. Em không có bật đèn tại vì em muốn cho cô chú anh chị thấy là cái nhà này nó sáng như thế nào. Bật đèn này không bật thì nó không khác gì nhau hết á, thấy không? Thời xưa mà họ để những cái phòng mà nó có kính như này nó sáng mà nó đẹp lắm. Cái căn phòng này thì diện tích nó cũng như căn phòng kia thôi. Em nghĩ là cũng chỉ để nên để cái giường phu thôi nha. Giường kia, giường queen thì có vẻ là hơi bị bự. Thế này, chỗ này mình nên để cái giường phu ở đây được này. Không thấy không? Người ta làm sạch sẽ hết rồi. Trong đây cũng một cái tủ quần áo closet. Cái này thì cũng diện tích cũng như cái phòng đầu tiên nãy Michael quay thôi, y chang nhau ha. Nó cũng đã sơn hết mọi thứ trong phòng cho mình rồi. Đó, bây giờ mình đi ra cái nhà tắm luôn. Đấy, thấy không? Về mở ra là thấy cái nhà tắm này. Bên này thì cho nó có một cái sink, một cái toilet, bồn tắm nằm với đứng này, và nó đã thay cái gạch trên tường của chú anh chị thấy không? Sàn thì có một cái điểm mà em thấy ông này, ông nếu mà ông chịu đầu tư hơn á, thì ông nên làm cái gạch đó xuống dưới cái sàn này thì nó tốt hơn. Tại vì thực sự là gạch thì nó vẫn chịu nước tốt hơn là vinyl. Thì cái loại này nhìn thì nó đẹp, nó thông suốt hết cái nhà, nhưng mà về cái tính năng của nó thì nó sẽ không bằng gạch. Thì đây là cái điểm mà mình lưu ý nha. Nếu mà mình không thích tương lai mình có thể tháo ra, mình thay cũng được. Tại cái khu vực này nó cũng nhỏ thôi, mình có thể làm được cái chuyện này. Đây là có một cái sink này, cái bé xinh xinh. Cái sink này á, nếu mà như em á nha, em về em làm nó bự ra tới đây này, thì mình có cái không gian hơn để mà mình để đồ. Còn đây thì cái này nó hơi bị hẹp một chút nè. Được cái nước rất là mạnh. Nhà thời xưa mà thấy không, nước thoải mái luôn nè. Trong đây là có một cái bồn tắm đứng mà nó đi cái gạch này đẹp không? Gạch bự nha cô chú anh chị, theo gạch bóng đàng hoàng này, đi lên tới trên cái trần nhà luôn. Cái này chắc chắn là nó thay mới này, tại vì hồi xưa nó không có xài cái loại này đâu cô chú anh chị. Năm 82 mà không thể nào xài cái loại này được, hồi xưa nó chỉ xài nhựa thôi. Đây là cái loại nó gọi là giống như thép vậy đó. Nó thay mới cho mình rồi này. Rồi cái vòi này nó cũng vậy này, nó thay mới cho mình hết luôn. Nó bóng không? Cái toilet này cũng vậy. Thấy cái toilet này nó cũng thay loại mới cho mình luôn. Chỉ có cái chỗ này á, nếu mà trong trường hợp mình không có thích á, tại vì nó dán mờ đi để cho bên ngoài không có thấy. Nhưng mà mình có thể mình mở ra nó thoáng nha. Chứ trong trường hợp cái phòng này nó bí quá thì mình có thể mở cái này ra mình kéo lên. Thì cái diện tích cái phòng nhà này em thấy vậy là vừa đủ rồi, mình cũng không cần quá bự để làm gì hết. Đây mình vào cái phòng tiếp theo. Phòng này thì có cái view ra đằng sau. Diện tích cũng y chang như hai cái phòng vừa rồi. Đây này, được cái thì cái phòng này cái bề ngang này nó rộng hơn này, mình có thể để được cái giường queen. Nhưng mà nếu mình để cái giường queen xong á thì cái chỗ đường đi ra đi vô này mình sẽ hơi bị hẹp một xíu. Tại vì cái giường queen nó phải đi ra cái miếng gạch, miếng gỗ thứ ba này, thì tính ra mình chỉ còn một cái khoảng nhỏ ở đây để mình đi qua đi lại thôi. Em nghĩ là giường queen cũng được, nhưng mà để giường phu thì nó thoải mái hơn. À, đây là view đằng sau ha. Đây cũng có đèn hết nha, chỉ là Michael không có bật đèn để cho mình coi cái độ sáng của nó thôi. Và cái em thích là cái sàn nhà của ống xài cũng một cái loại mà vinyl nó sáng, nên là nhìn cái nhà này nó khá là đồng nhất với nhau. Nói chung nhà này nếu mà mình ở con còn mình còn nhỏ thì ok, nhưng mà còn nó lớn rồi thì cái phòng nó sẽ hơi bị nhỏ này. Đây là cái chỗ tủ quần áo này, cũng y chang luôn diện tích. Đó, thì tổng cộng đó là 3 cái phòng ha. Chỗ này nó có cái đèn nữa đó mà em không có mở này, em thử mở thôi à. Còn cái công tắc không biết để đâu luôn, mà nó không có lên. Bây giờ là phòng khách này, bước ra một cái phòng khách là thấy thoáng liền, rất là rộng. Nhà này nó hay cái chỗ nha, là cái phòng của nó thì hơi nhỏ nhưng mà bước ra cái phòng khách là thấy thích à. Nó thoáng, nó rộng. Đây mình đi vô đây thì sẽ là cái nhà bếp. Bếp này, thấy không? Nó thay đá granite đàng hoàng nha cô chú anh chị. Mà nó còn đi cái loại, cái này là bull nose, tức là mũi bò á. Nó là một cái loại, tại sao gọi là cái đó? Bởi vì cái bên chỗ này của nó này, nó vòm, nó cong cong, chứ nó không phải là thẳng, nên là người ta gọi là bull nose là vậy đó. Nó làm như thế này thì con nít của mình chạy có đụng vô nó không bị đau đầu, nó không có bị chảy máu. Đây tại nó tròn nè, nó đỡ hơn ha. Khu vực bếp thì nó cũng đã thay mới, giống như em nói cái granite này là mới chắc chắn, chứ thời xưa nó không xài cái loại này đâu. Rồi cái cabinet này nó cũng thay mới luôn. Bên này sẽ là cái tủ lạnh này, rồi bếp này, chỗ rửa này. Thì cái bếp với cái rửa không có đối nhau nha, nhưng nhà này thiếu một cái, nên là cái gì? Đó là cái máy microwave. Cô chú anh chị thấy không? Không có microwave. Bởi vì sao thường microwave nó gắn lên bên trên, nhưng cái nhà này nó không có, mà nó để cái máy hút mùi luôn, cho nó hút khỏe hơn á. Thì cũng ok, thì mình mua cái microwave mình để ra đây thôi, để ra cái chỗ này là mọi người có thể hâm nóng đồ ăn ở đây cũng được rồi. À, chỗ này là cái tủ lạnh này. Không có, cái này là cũ này. Cái backlash này của chú anh chị thấy không? Đây là nó để giữ lại này, nhưng mà cái này nó hút mùi nó làm mới này, thấy không? Rất là sạch. Thường mà nếu mà cái nào mà nó ấy là, thứ nhất là cái lưới này nó dơ này, cái thứ hai nữa là cái này nó sẽ bị rỉ sét, nhưng mà cái nhà này nó thay mới rồi. Bếp này á, thì ống xài là bếp điện nha, chứ không phải bếp ga, mà cũng là mới luôn á, các chú chị thấy không? Mới toan luôn này, ngay cả dưới này nó còn chưa xài nữa mà. Cái lò nướng này, đây coi cái tủ này này. Không, tủ mới toàn luôn, rất là chắc chắn này, nó tự đóng này, này thấy không? Thế giờ cái loại này là nó gọi là soft close, thì nhiều khi mình vung tay mạnh quá nó đóng ở đây, nó tự đóng nhẹ này, thấy không? Ở chỗ này sẽ là một cái máy rửa chén. Đây là cái sinh này cũng thay mới luôn. Vòi này thấy không? Vòi bóng loáng này, thay mới luôn này, được nhiều chế độ kéo ra kéo vô luôn. Đó, thì đây là cái khu vực bếp, em thấy vậy là cũng đủ rồi. Thực sự là nếu mà mình không đông người quá, mình làm cái diện tích nó nhỏ như này thì mình sắp xếp nó hiệu quả là được. Còn đây là cái pantry. Cái pantry này. Còn đây là cái gara, mở cửa một phát là ra gara luôn. Gara này là ống sơn hết tường bên trong này. Thường là cô chú anh chị sẽ thấy là cái tường này nó dơ lắm, tại gara mình hay đục đồ để đầu á, nhưng ông sơn lại hết cho mình rồi. Cái cửa này em thấy nó cũng mới luôn, cửa này này em thấy nó cũng mới luôn. À, nhà này thì nó sẽ không có cái gara door opener, nên là nó sẽ có một cái máy nó kéo lên đúng không? Này không có. Nếu mà mình gắn cái này á, mình tự order thì khoảng cỡ 250-300, nhưng nếu mà mình nhờ thợ tới gắn thì khoảng em nghĩ cỡ 400 thôi. Nếu mà cô chú anh chị cần làm thì Michael có người làm nha. Thì đây là một cái vấn đề nhỏ thôi, mình có thể nói chuyện với họ để mà mình gắn cái này lên. Nhà này á, thì cái laundry nằm bên ngoài, và cái water tank này là mới luôn nha. Cô chú anh chị thấy chưa? Này, nó mua mới luôn, nó còn những cái tờ giấy bảo hành ở đây này, mới toan. Chỗ này sẽ là cái máy giặt máy sấy ở đây này, thấy không? Nó để gạn sẵn cái đường ống ra này, máy sấy vô mình cắm rồi nó chạy ra ngoài, thì được cái nó thuận tiện là nằm ngoài đây không có bị ồn cho mình. Đó, thì đây là cái khu vực gara. Cuối cùng là mình đi vô cái phòng master nha. Không, cái này là ganh cái đèn mới là nhìn cũng hay. Cái em thích nhất đó là cái nó cao lên trên, làm cho cái không gian này nó open, nó không có bị nhiều tường ngăn cách nó ra. Ở đây cái chỗ này dining room được 4 người này, một cái gia đình nhỏ nhỏ xinh xinh. Giờ mình vô cái master đây. Ồ, cái phòng master này đẹp quá. Em không bật đèn đâu nha, cô chú nhìn thấy không? Đèn này tắt này, không bật rồi, rất là sáng. Cái giường này nó xài giường queen thôi nha cô chú anh chị. Nhưng mà theo cá nhân Michael này, nhìn bên hông này vẫn còn chỗ này, thấy không? Mình có thể để được cái giường king vô đây luôn, thoải mái nha. Tại vì cái không gian cái chỗ này này rất là rộng. Đó, mình có thể gắn cái tivi lên chỗ này để mình coi tivi, mà mình để một cái giường king ở đây cũng được. Thấy không? Bên này nó vẫn còn chỗ để đầu này. Nên cái nhà nó sáng, nó đỡ tiết kiệm cái điện, đỡ phải bật đèn. Thì cái không gian cái phòng này nó là như vậy. Thì em quay góc này nữa đi cho mình coi view của nó thì ra đằng sau. Thì nhà này nó có hai cái phòng ở đằng sau, hai phòng ở đằng trước. Hai phòng trước view ra trước, hai sau view ra đằng sau. Rồi bây giờ mình đi vô cái nhà tắm của nó này. Không thường thì đấy, giống như em nói là nhà này nó không có thảm, nó thay hết, nó thay hết vô bên trong. Là đây là cái nó đưa vô trong nhà tắm luôn. Đó, thì bên này á, nó sẽ có một cái bồn tắm nằm với đứng này. Bên này là tủ quần áo, đằng chỗ bên này sẽ là cái toilet. Còn đây là cái sink. Thì cái này là một cái điểm thứ hai mà cô chú anh chị lưu ý cho Michael nha. Cái này nó chỉ có một cái sink thôi. Em đoán chắc chắn là hồi xưa nó có một cái sink dài, nhưng mà nó bỏ đi. Nó mua một cái sink này ngoài Home Depot về nó gắn vô. Thì nếu cái này nó còn không gian cho mình, trong trường hợp mình muốn làm hai cái sink thì mình kêu ông thợ tới cũng làm được nha. Để nó có đường nước vô thì vẫn làm được hai cái thoải mái nha. Thì em nghĩ làm cái này chắc cỡ thêm 2-3 ngàn gì đó. Đây thì có một cái sink thôi. Nước rất là mặn. Tôi theo nhà thời xưa mà nước nó mặn chưa? Nhiều người lo là cũ quá rồi nó ảnh hưởng cái đường nước, mà em thấy rất là mặn. Đó, thì bên này là cũng đưa cái gạch lên trên tường luôn. Đây là cái sink, cái bồn này cũng thay mới luôn. Nào, mới toanh luôn đấy nha. Này, cổ thấy là mới toanh luôn ạ. Cái gạch này là đẹp này, bự. Rồi bên này sẽ là khu vực toilet. Toilet này thì nó không có cửa nha, để vậy luôn. Toilet này cũng xài loại mới luôn đấy. Và bên này sẽ là cái tủ quần áo. Nhà này có một cái điểm duy nhất thôi, đây chính là cái tủ quần áo này nó quá bé. Nếu mà ai nhiều đồ thì chắc em nghĩ phải lấy một cái phòng ra để mà để đồ thôi, chứ đây nó khá là nhỏ thôi nha. Này không, nó chỉ có một cái hàng trên này thôi, chắc mình phải làm thêm một cái hàng dưới nữa. Nhưng mà em nghĩ hai vợ chồng mà để đồ thì chắc không đủ đâu, buộc là phải sử dụng một cái phòng nào đó mà để làm cái tủ quần áo rồi, chứ còn nó nhỏ quá. Thì đấy là cái điểm thứ hai của cái nhà này. Tại nhà nó nhỏ mà, có 1.300 mấy square feet thôi. Cái quan trọng nhất đó là cái không gian thoáng này này, em thấy rất là thoáng. Còn thí dụ như mình có thể sử dụng một trong hai cái phòng này. Cái phòng này để mình làm cái tủ quần áo cũng được, để trong đây cũng được. Hoặc là mình xài cái phòng đằng trước này cũng được. Cuối cùng là mình đi ra cái đằng sau đây. Đằng sau thì nhà này đất rất là vuông nha, trước sau như một luôn, không có bị nhỏ hơn hay không có bị gì hết á, vuông vức. Đó, đất đằng sau này rộng lắm này, từ cái tường nhà, nhà này 4 mặt gạt lận nha, cô chú anh chị thấy không? 4 mặt gạt lận này, có máng xối hết này. Đó, thì từ cái tường này mà đi ra cái chỗ này là rất là rộng. Em nghĩ là nếu mua về mình có thể kêu HOA ấy, mình làm cái patio ra để mình có cái chỗ mình ngồi. Người ta làm sẵn cái xi măng chỗ kia cho mình rồi. Và đây là cái cây này. Cái cây này thì nó xa nhà lắm, từ đây ra tới cái nhà mình còn xa lắm. Mình có thể chặt đi nếu mình thích. Em nghĩ nó không cần đâu, bởi vì nó đi chắc cao lắm mới đi tới giữa đây thôi là hết rồi, chứ còn đi vô nhà thì chắc không đâu, nó xa lắm. Có cái là nhà này cái AC Michael thấy nó bị cũ nha, nếu mà mình mua về nó vẫn xài được, nó vẫn mát, ở bên trong là Michael thấy vẫn mát, nhưng ý là nếu mà mình muốn thay mới á thì mình có thể thay mới. Cái đó em Michael nghĩ chắc cỡ 8.000, thay hết mọi thứ mới luôn là cỡ 8.000. Đây là đằng sau cái nhà này, thấy roof còn mới toan không? Thấy cái nhà này bên phải này roof cũng mới giống mình này. Nhà mình roof mới toan luôn, thấy không? Không có bị đen. Cái hàng rào bên này là mới này. Có cái hàng rào sau này nó hơi cũ, nó vẫn xài được, không bị đổ là được. Đổ thì mình mới phải thay thôi, chứ còn nếu mà nó vẫn xài được thì mình xài thôi. Bên kia là cũng cũ à. Cô chú anh chị thấy không, cái nhà này á, thì thực sự là cái phòng khách mà cũng đánh giá rất là cao. Thoáng, trần nhà cao này. Cái sàn của nó đã thay mới cho mình rồi, tại vì sàn rất là mắc tiền, mà người ta thay cho mình rồi thì cũng đỡ được hơn chục ngàn đô rồi. Cái thứ ba nữa là gì? Đó là cái nhà tắm của nó cũng đã làm rất là sạch luôn. Cái gạch ở trên tường. Rồi cái thứ tư là gì? Cái tường trong nhà đã sơn mới hết cho mình luôn rồi. Roof thì cũng còn ok. Chỉ có cái phần cuối cùng là phần AC thì Michael thấy, nhìn theo mắt thì thấy nó hơi cũ. Nhưng cũ không có nghĩa là nó hư. Nhiều khi nó cũ nhưng mà nó vẫn hoạt động tốt. Thì khi mà mình làm cái kiểm tra nhà á, thì các người kiểm tra nhà sẽ biết, sẽ check thử xem nó có còn hoạt động tốt hay không. Thì lúc đó mình có thể nói chuyện với cái người bán để mà mình negotiate, tức là mình thương lượng với họ để mình thay như thế nào đó. Thì cái đó là mình sẽ là cái bước sau. Thì nếu cô chú anh chị thích căn nhà này nha, liên lạc với Michael, bởi vì em thấy với cá nhân em thì đây là một trong những căn nhà mà cái giá trị của nó, cộng thêm cái thuế của nó, cộng thêm cái condition, tức là cái tình trạng của căn nhà thấy còn rất là tốt. Cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều và hẹn mình ở những video tiếp theo.